rồi các bạn ơi. Sư phụ ổng bẫy được 3 con rồi, mình mới bẫy được 1 con rồi. Hôm nay ngày gì thì mớm rồi. Chín thòng nữa, thúng đá nữa. Cái gì đâu không? Chè chè chè. Bó tài thì chứ. Còn con nữa là ở đây không lên. Tiếc bẫy trên bờ trống vậy luôn. Sư phụ cũng là 3 con nữa, con này con thứ 4. Mình thất bại rồi. 11 giờ mấy trưa. Hôm nay đi gặp nhiều cao thủ quá. Dính rồi các bạn ơi, nếu coi clip trước thì biết chỗ này mình bắt 4 con ha. Bữa nay có 1 con kêu kêu, nó vòng mà không có chỗ gác. Gác dính luôn, dính hồng kìa. Trời ơi, chỗ này bắt 5 con. 4 bữa trước bắt, 3-4 bữa trước vậy đó. Dốc mấy mương đây nè. Con canh nãy giờ thấy mê. Rồi, dướng. Con này sao dướng con mái. Dốc không đây lại đó mà sao không chết được. Ui da, cái vàng cắn nữa rồi các bạn. Ui da. Trời ơi. Vì bẫy với con quốc mồi của mình nè. Coi nóng máu không? Nằm luôn. Con quốc mồi biết nằm trong lòng luôn. Thật. Kiểu cuối rồi các bạn ơi. Hên là nãy lại đây có cái giặt khóm mới trồng của anh kia, chủ vườn anh cũng kế bên anh đâu, anh tính không cho gác mà anh thôi gác đi, đi coi chừng đạp khóm thôi, hư khóm người ta hết á. Thấy giống có 2 con sao, 2 cặp chỗ này nè, rồi đứng xa xa thấy nó 2 con vô đá, con này là sao không có chạy rồi, rồi mình dòm từ xa giống dính 2 con quá. Nó còn la thấy ghê không. Buồn nó đá các bạn ơi. Đó, nó còn đeo nó đá chứ. Dính 2 con đâu. Dính có 1 con. Chiều nay có cái kèo đã lắm các bạn. 2 cặp hồi nãy mình quay rồi đó. Dính 1 con. Mà nó đeo nó đá nhỏ quá trời luôn các bạn, thôi mình bỏ. Mình lại mình cắm mình dò vô với mình lấy cái thòng mình móc vô cái chân thêm cái nữa cho nó chắc được không xảy á. Rồi bỏ đi lên. Ai ngờ. Đây dính nữa. Loại đá nhỏ này quá trời mà. Trên đây có 1 cặp tự nhiên gom về đây, ở đây ha. Rồi đá cái lục hình như lục rồi. Móc rồi kìa. Lục. Không sụp. Có đá lục nha các bạn. Lục này đúng là sida rồi. Trời ơi. Có ai hiểu nổi. Chụp hình đăng mạng cái coi. Giấy được. Đây, con dính mình bỏ con đây. Con này quả đá dướng mình đó. 2 cặp. 2 cặp chiều đá lộn. Rõ ràng là có qua đá mồi. Thua. Thiệt hay. Lục bắt đầu có công chuyện với cái lục rồi.